Thế con này mày không biết trời đang mưa à? Lấy mưa mày không biết chạy à? Bịp. Kẹt kẹt cái gì? Chúng nó chạy hết rồi, một mình mày không chạy ở đây à? Nào đi. Ra đây. Phải không? Cả đàn nó biết chạy, một mình không chạy. Này. Gương phết đấy. Đi đâu rồi? Đấy, cả làng cả nước người ta chạy, một mình không chạy. Hay thật. Kìa kìa, các em đang chờ kìa. Này này, mổ em đánh nhá bây giờ đấy. Ê ê ê ê, cú đuôi. Ê ê ê, cú đuôi lại nhảy ra ngoài rồi. Ôi giời. Siêu vết. Ba con bay như chiến chiêu. Thì con non của mình cũng bay xa phết. Cú đuôi độ này mọc lông cánh tốt hơn rồi, bay được rồi. Chết độ trước cứ bịch như con cút ấy. Còn lông đuôi anh mới nhổ cho vài hôm nữa là nó ra tốt là lại bay được mà. Có lông đuôi nó sẽ bay tốt hơn. Kiểu như là nó lái được đường ấy mọi người à. Chết rồi, trời lại mưa rồi. Lại mưa rồi. Mọi người nhìn thấy những cái hạt mưa không? Đấy, lại mưa rồi. Để xem con nào chạy về trước nào. Gặp mưa xem con nào chạy về trước nào. Rất díu nhau lên trên kia hết rồi. Không con nào biết chạy mưa à? Mưa nhỏ không chạy à? Bới cào vừa thôi không bẩn hết mỏ đây này. Chân tay bẩn hết đây này. Bẩn hết móng ở đây này. Nhìn thấy chưa? Tay làm gì có cái gì đâu. Đau. Cặp nhẹ thôi, đau. Nhá. Ở đây chơi nhá. Ở đây chơi để anh về nhá. Có ở đây chơi không? Vuốt khoái, thích. Ở bên kia vườn kia có mấy con gà tre mọi người. Khấn trời ra đây gặp gà trống tre nó mổ cho à. Gà nó mổ cho bây giờ này. Mấy con gà kia đang nhìn thấy rồi, nó đang chạy ra đấy. Để mình tụt xuống để xem con gà kia nó ra nó làm gì nhá. Để xem con gà nó ra nó làm gì. Ê, nhiều phết này, dám ra gần gà này. Nhiều phết này. Mấy con gà tre đang chạy ra. Cái này nó bay lên này, mía. Để xem mấy con gà này nó làm gì nhỉ. Ôi xời, một con đã bay lên đỉnh lưng mình rồi này. Ừ, đẹp cái gì. Bay giỏi anh nhỉ. Ừ, sạch nhỉ. Mày. Ô, mấy con gà kia tiến lại gần hơn đi, sợ gì. Tấn công đi. Gà tre sợ đây. Đấy, gà tre nó đi gần đến gà tre nàng nàng đi đây. Sợ đây. Ấy, 5 con bì bịp nhà mình nó tập trung hết ở đây rồi. Nhảy hết sang vườn này chú nữ mình nhỉ. Kiểu như ở bên vườn nhà mình là bố mình mới trồng dưa đâm ra là đất nó không còn nhiều thức ăn. Ở bên này là chú chưa trồng cái gì, chắc là nó nhiều giun nhiều bọ hơn. Đâm là hắn sang bên này hắn kiếm ăn nó quen rồi sao. Ngày trước là nó chỉ quanh quẩn ở đây thôi. Ngày trước là nhà mình còn trồng dưa này, trồng cà chua này thì nó quanh quẩn ở đây suốt ngày. Nó giúp ở trong này nó vừa mát mà nó lại vừa nhiều thức ăn, nhiều nhái, nhiều giun, nhiều cọc cọc cho chấu.
Nhưng bây giờ nó không ở nữa rồi. Bây giờ nó nhảy hết sang bên này rồi. Chơi chán xong bắt đầu vào vườn bưởi kia kìa. Đấy. Những cái con non nó chưa bay được vào thì con non nó quanh quẩn ở đây. Đấy, còn những con già nó bay lên vườn bưởi kìa, nhiều khi chưa không về, chưa đi tìm mãi, gọi đi bắt mới về. Để mình sang bên này. Cốc cốc cốc. Cốc 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 cốc. Cứ như là vườn nhà mình nhỉ nhỉ. Tài. Cả đàn bìm bìm sang đây luôn. Đấy, đấy, nghe tiếng gì ấy, thính như chó nghiệp vụ ấy. Đấy, nghe tiếng gì ấy. Còn tên này thì thôi, được đứng ở trên tay mình thì thôi rồi đấy. Chả cần thiết gì nữa. Cứ đứng ở trên tay mình là an tâm rồi. Đếch phải chạy, đếch phải nhảy. Bởi vì con này nó lười bay mà. Nó đứng ở trên tay mình là nó thích lắm. Nó không như mấy con kia. Nhát thế, nhảy xuống bay cùng chúng nó đi chứ này. Chơi cùng chúng nó đi, sợ gì. Mình đi ra ngoài vườn cũng biết là chạy theo mình. Bọn kia đi chơi xa xa cũng biết là chạy theo. Thế nhưng mà chạy chậm lắm, chạy cứ tụt mãi đằng sau ấy. Rồi chúng nó nhảy lên tường là mình cứ đứng bên dưới mình nhìn. Bay được nhưng mà lười không bay. Rát. Kiểu sợ ngã hay sao. À, xuống này mạnh dạn phết đây. Tưởng xuống, ôi rồi ôi, hóa ra lại chui xuống chân ngồi. À đây xuống đây. Có 5 con em. Em thử ra em sờ con bìm bìm già của anh em nó có sợ không? Nó biết người lạ đấy. Ấy ấy ấy. Chạy. Bênh 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 người chạy. Thử ra gần anh xem, thử ra gần anh xem. À chạy à chạy. Về rồi, chạy về rồi. Phá chạy. Khôn phết đấy. Nuôi được 1 năm rồi nó khôn rồi. Còn bọn này ngu lắm, bọn này mới nuôi ngu lắm. Nó vẫn còn trẻ chứ biết gì. Cái con này này, cái con này cũng nghịch này. Nhưng mà nó không thông minh bằng con kia được. Nhưng mà nó nhìn thấy em nó vẫn đang ấy đấy, nó đang ngáo ngơ đây. Em thử ra em sờ nó xem. Về đấy, về đấy. Không có đuôi đách bay được. Tìm đường về đấy, tìm đường về đấy. Bọn này thì nó nành mà. Bọn này anh mới nuôi nó nành mà. Sang nhà hàng xóm kiếm ăn, gặp chủ nhà ra cái hai con phá chạy về. Ôi sự chạy ạ, chạy ạ. Chạy ạ. Rủ nhau về. Ấy sự. Nào con này có về được không? Ở nhà được con baby. Không ăn được đâu. Nào. Kìa, chúng nó về hết rồi kìa. Có về không? Đứng. Cả ba con đều đứng ở vệ bờ tường nhìn nhỉ. Gặp chủ nhà cái chạy mất dép. Còn một con nữa chạy đâu à? Cốc 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 cốc. Thôi để mình rủ lốt cái con này về mọi người nhé. Rủ lốt cái con này về để cho nó chơi ở nhà mình cho nó vui. Không thì mỗi chỗ một con sao khó kiểm soát, khó tìm lắm. Này. Giờ nó đi thành bầy thành đàn mình dễ tìm hơn. Đi về đi về đi về đi về đi. Kìa anh chị về hết rồi kìa. Đi 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 đi. Đi 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 đi. Chào tất cả các bạn nhé, hẹn các bạn, để gặp lại các bạn ở những clip sau. Ôi xưa, đi ạ.